Chào xuân Nhâm Dần 2022, Sâm Yến Thịnh Phát xin gửi đến quý khách hàng hộp quà xuân vạn phúc. Với ý nghĩa mong cho cả năm luôn sung túc, đây cũng là sự thấu hiểu quan tâm khi gửi trao cho nhau món quà đậm nét tinh ý như thế này. Hộp quà xuân vạn phúc sở hữu sắc đỏ ấm áp, mang thông điệp về sự an khang, thịnh vượng, sức khỏe và hạnh phúc. Set quà gồm 6 sản phẩm cao cấp chính hãng Hàn Quốc đã được Thịnh Phát nghiên cứu kỹ lưỡng, phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều đối tượng nhận quà khác nhau. Một hộp trà nhân sâm linh chi Hàn Quốc 100 gói, một hộp kẹo sâm Hàn Quốc KC cao cấp hộp thiết 240g, một hộp hồng sâm linh chi Hàn Quốc cao cấp chính hãng Bojeon 10 gói, một hộp viên sâm nhung linh chi Hàn Quốc Bio 60 viên, một lọ cao hồng sâm Hàn Quốc 365 6 năm tuổi cô đạt 240g, một hộp hồng sâm củ tẩm mật ong 6 năm tuổi chính hãng Đài Đông Hàn Quốc. Giá thành hợp lý chỉ 1.925.000 đồng là ưu điểm nổi bật khiến nhiều khách hàng lựa chọn hộp quà xuân vạn phúc. Hộp quà xuân vạn phúc sẽ là món quà trang trọng vô cùng ý nghĩa, thể hiện tấm lòng tri ân đến những người thân, gia đình, bạn bè và đối tác trong dịp lễ Tết này. Mùa xuân trao sức khỏe, cả năm trọn niềm vui. Còn chần chừ gì nữa mà không đến ngay với chúng tôi ngay hôm nay? Quý khách có thể đến trực tiếp showroom 853-855 Nguyễn Kiệm, phường 3 Gò Vấp hoặc đặt hàng tại website nhânsamthinhphat.com. Để được tư vấn tận tâm, hãy liên hệ hotline 090-77-99988. Chúng tôi sẽ giao hàng nhanh trong ngày tại nội ô thành phố Hồ Chí Minh, từ 2 đến 4 ngày với các tỉnh thành khác. Còn bây giờ, Thịnh Phát xin chào và hẹn gặp lại. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy ấn chia sẻ và ấn subscribe kênh YouTube của Sâm Yến Thịnh Phát để cùng cập nhật thêm nhiều video về chăm sóc sức khỏe khác.